Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại về được mấy cặp mâm nha anh em. Mâm full chà lét 125 nha anh em. Mâm zin full chà lét 125, vỏ ruột đầy đủ với cặp mâm ẹt 2010. Với cặp mâm quy sành tháo xe y như mới nha anh em. Mâm winner căm đùm niềng của GS để lõm nha anh em. Thì anh em cần mâm này thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Thì cái phần mua hàng bên mình thì cũng đơn giản nha anh em. Anh em nào khách hàng cũ á thì mình ship code nha anh em. Còn anh em nào khách hàng mới thì phải cọc mình 100.000 mình mới gửi hàng nha. Rồi bây giờ để anh quay chi tiết những món hàng hôm nay mình bán cho anh em nha. Rồi trước tiên thì cặp mâm khu chợ mập 125 nha anh em. Khu chợ mập 125 đời 2012 nha. Thì cặp bánh nó là có đĩa nè, đĩa còn đẹp nha anh em, không mòn nha. Đó, tương đối đẹp nè. Ống tán đầy đủ. Mâm đẹp nha anh em, mâm là không có bị chạy chỗ nhiều nha. Rất đẹp luôn. Đát là đời 2012 nha anh em. 2012 nè. Đó, 2012. Mâm đẹp. 1.4 nha anh em. Juli nha. Cái đại khu chợ mập này là Juli hết nha anh em. Cái hiệu Juli hết nha, Honda. Đó. Nói chung là mâm khu chợ mập là nó xài hiệu Juli này hết nha anh em, toàn bộ nha. Mâm đẹp. Mâm này thì bao cho anh em nước sơn còn khá đẹp nha. Đó, bao anh em là không cong không quển, không lỏng lưng. Thì nó có vỏ đầy đủ luôn nè, vỏ trên xin đẹp nha anh em. Vỏ trước trên xin nè. Nói chung cặp này tương đối sạch đẹp lắm nha anh em. Giờ anh em chỉ chùi rửa gáp lên xe thôi, không cần thay sửa gì hết. Bánh trước là 1.4 zin, rẻ. Bánh sau thì nó có bạc đạn, bố thắng đồ đầy đủ luôn nha anh em. Nè, bố má đồ đầy đủ đẹp nè. Cái má nó còn đẹp can nè nha anh em, không bị chạy nha. Cái bánh cũng vậy luôn. Bánh nè, anh em giờ mấy cái cây thanh đó nè, rất đẹp nha, tương đối là khá đẹp luôn, không bị chạy chỗ gì nhiều nha anh em. Thường thường mấy cặp này người ta cãi nó bị chạy nhiều nè, mở này còn không bị chạy nha anh em, nè rất là ít nè. Mâm zin nha anh em, 1.6 Juli Honda đáp 2012 nha anh em, tháng 1 2012. Nói chung mâm zin là cái mâm nào mình bao zin là zin nha anh em, còn lô là lô nha. Mâm này bao anh em là mâm zin đúng khu chợ mập 125 hiệu Juli đó. Honda. Thì cái cặp này thì được có cái vỏ nữa nha anh em, vỏ gì cui luôn nè. Đó, cặp vỏ y như mới luôn. Quá đẹp luôn. Vỏ như mới nha nè. Rồi cặp này thì mình bán cho anh em với giá là 2.2 triệu nha anh em. Cặp mâm có giá 2.2 triệu kèm theo hai cây cốt nha nè. Đó, 2.2 triệu thì nó có thêm hai cây cốt nha nè, 2.2 triệu thêm hai cây cốt. Thì cái cặp này là 2.2 triệu tiền ship 80.000 nha nè. Rồi tới cặp bánh căm GS đĩa lõm thì cái này thì bao cho anh em là cũng căm đùm niềng zin hết nè, toàn bộ là zin không một mọt nha nè. Bộ này là không một mọt gì hết nha. Bộ GS không một mọt, căm niềng zin hết nha nè, toàn bộ là zin, có vỏ đầy đủ. Bánh sau cũng vậy luôn, bánh sau thì nó cũng có má đùm zin nè, niềng zin, căm zin, niềng thì bao cho anh em là cũng không một mọt luôn nha, bao cho anh em là niềng không một mọt. Đùm còn khá đẹp nha anh em, đúng GS full neo là mình xài chung nha, vỏ cũng còn luôn. Cái cặp bánh căm này thì bán cho anh em với giá là 1.3 triệu nha. Căm zin nói chung là zin toàn bộ hết, bán cho anh em với giá là 1.3 triệu. Tiền ship thì vẫn 80.000 nha anh em. 1.3 triệu. Rồi tới cặp mâm ẹt 150, 100 ẹt 2010 chứ. Cặp mâm zin ẹt 2010 nha anh em. Cái này thì người ta có sơn lại rồi nha. Sơn lại thì tương đối đẹp nè, giờ mình gắn mình xài luôn thôi. Không cần thay gì hết. Đúng ẹt 2010 nha anh em. Đây. 2010 tháng 6 2010 nè, đúng mẹ 2010 luôn em, bao là đúng rồi, cây nhỏ gọn nè em. Nói chung cặp mâm này thì cũng bao cho anh em là không cong không quển nha, không cong không quển, nước sơn đẹp, ta sơn lại rồi đẹp, bây giờ chỉ gáp vô xe thôi, quá đẹp nha nè. Tháng sau là 1.6
Năm trước là 1.4 nha Nam, đẹp 2010. Cửa đồ còn đầy đủ nha, không bị gãy gì hết nha Nam. Nói chung là người ta sơn mới rồi, mình về việc về chỉ xài thôi. Còn phần công quẩn là mình bao cho anh em hết. Đây, 2010 nha Nam. 2010 NK Yamaha 1.4. Rồi cặp mâm ẹt 2010 này bao cho anh em đẹp hết nha, không công không quẩn nha anh em. Thì bán cho anh em với giá là 1.4 nha. Mâm ẹt zin 2010 bán cho anh em với giá là 1.4. Rồi tới cặp mâm Wilson nha anh em. Cặp qua mâm Wilson này thì hàng tháo xe y như mới luôn nha anh em. Xe này người ta chạy từ ngoài hãng về rồi người ta lên mâm kiểu á, tháo ra người ta bán mình nha. Đẹp y như mới nè, đáp 2023 luôn nha anh em. Đáp mầm rồi. Đây. Đây, tháng 6 2023 luôn nha anh em. Đây, đáp tháng 6 2023, người ta mới mua xe vậy luôn. Ta tháo ra người ta lên mâm kiển á nha anh em. Nói chung mâm này tương đối sạch đẹp, không lỗi lầm gì nha, mâm màu bạc. Ba anh em là cũng không công không quẩn luôn. Không công không quẩn gì hết nha. Đẹp hết. Rồi bánh trước cũng vậy luôn, bao đẹp cho anh em. Đó, mặt đạn zin nó còn luôn nè nha. Hai cái mặt đạn zin còn luôn nha, nam chân dồi chân bọng rồi còn đầy đủ hết. Nói chung cặp này thì anh em nào ưng thì quan trọng là giá thôi, còn đồ thì rất là đẹp nha. Tại vì người ta tháo ra như mới luôn, người ta chạy mới có mười mấy 20 cây số rồi nha nam. Rồi giờ người ta tháo ra người ta làm luôn rồi người ta bán lại cho mình nha. Rồi cặp mâm Wilson đời mới bây giờ thì anh bán cho anh em với giá là 1.4 nha nam. 1.4 cặp mâm Wilson, cái này là mình gắn Wilson cũ vẫn được luôn nha nam. Mấy Wilson mà đời cũ là mình gắn vô vẫn vừa y luôn nha nam, không cần chế gì lại nha, vừa y luôn, không cần chế gì lại hết nha. Đẹp keng nè, có đẹp luôn. Rồi cái cặp mâm Winner, cặp mâm Winner thì cái này là bao cho anh em là không công không quẩn, bao đẹp. Mâm này mâm zin của Winner 150 nha anh em, bản bự nè. Bao cho anh em là không lủng lưng bạc đạn, không công quẩn gì hết, quá đẹp. Bánh trước cũng không bị lỗi lầm gì hết nha, không công không quẩn. Đáp 2018 nha anh em, mâm này mâm đáp 2018, nước sơn zin vẫn còn nha. Made in Việt Nam NK, quá đẹp nha nè. Rồi cặp mâm Winner này thì bán cho anh em với giá là 700.000 nha, đẹp keng nha nam. Mâm này còn khá là đẹp luôn, bán cho anh em chỉ giá 700.000. 700.000 cặp mâm Winner nha nam. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha nam. Anh em nào có coi được video thì nhớ đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha nam. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.